Morning, hello. Have a good sleep. Ngủ ngon không? Wow, hơi lạnh. Milly buổi sáng hơi lạnh. Bữa tối đây ấm mà. Tôi làm không? Mới ngủ dậy. Hỏi tội nghiệp chưa? Ở nhà cửa không ạ? Đi ra ở trong cái liều rồi đó. Tối mưa gió bão bùng quá trời luôn. Xét đánh luôn, xong xét đánh xẹt luôn. Đó. Giờ mình ra đánh răng. Ai người làm không quên dụng vụ. Đó. Nó có nhà vệ sinh đó, à, cũng dưới kia kìa. Ở, nhưng mà tại vì mình muốn đánh răng ở đây, ghi hình chỉ các bạn xem. À, thế là xong, mình đã tạm thời xuống miền xong. Tối lạnh quá, phải mặc nhiều cái áo, không đủ lạnh, không đủ ấm chứ đâu. Lần đầu tiên trong đời á mà mình đi ngủ á mà mặc áo như vậy luôn nè. Morning guys, chào con. This is how daddy go to camping with like this kind of clothes. First time ever, I don't wear this much of clothes to go to bed. But I don't have a bed, I have a tent. Yay! I'm in the jungle! Mình có túi cái sock gì không? Của mình lúc nào cũng để sẵn anh con. It's the most important thing when you go to camp, paper, napkin, right? I mean, not the paper or anything, napkin, right? Put it here, wherever they are. Là cái lúc emergency gì con lấy ra cá xà lì, yeah. Hôm qua trời mưa á, nó là ghê gớm luôn á các bạn. Sấm sét âm xèo luôn. Mình nằm trong liều mình có thể thấy được sét cánh sẹt xuống luôn. Nhưng mà thôi, mưa vẫn mưa, nhưng mà mình chơi vẫn chơi à, mình vui vẫn vui đó. Quan trọng là mặc đồ ấm được rồi. Sau một trận mưa gió bão bùng. Hey morning guys. Thấy không tụi con thấy không? Đi camp mà mưa gió thì cực khổ ghê không? Lớp trên ghế đầu nước quá trời luôn, nên ở đây phải lật lại để cho nó khô. Giờ vẫn còn đang mưa luôn á, mưa bay đó. Trên liều này vẫn còn dấu nước nè. See, and it's still raining. What a experience! Yeah. Good morning again. Hello con. How are you?
là một buổi sáng nữa nè, camping trong cắm trại trong ở dưới trời mưa. Lửa cũng may là lửa đốt được, chứ không lửa mà không đốt được là tiêu luôn. Giờ đốt được cho nên đang nướng, về chuẩn bị nướng thêm thịt nướng. Excuse me. Tình hình là giờ mấy giờ sáng anh nghe? 10 giờ sáng rồi, 10 sáng mà trời vẫn còn chưa nắng. À, trời không có nắng, âm u mưa cả đêm luôn. À, đây là các chú các cô đang nướng gà này con, thấy không? Thấy gà ngon không? Đây là gu của tụi con chắc luôn. Gu của những đứa trẻ để được từ xứ Canada, đó gọi là ổ trứng Canada. Đây salad, rau là không ai ăn luôn. Mì ly, morning, hello, have a good sleep, ngủ ngon không? Wow, hơi lạnh. Mì ly buổi sáng hơi lạnh, bữa tối đang ấm mà. Tối đang ngủ nhà không ấm nữa là chết á. Bà kho qua còn không, còn nguyên nồi luôn kìa, bánh mì kìa. Cắm trại trong không, không có gì đâu mà ngại ha. Không ngại đường xá xa xôi đó, không ngại mưa gió bão bùng đó, cần đi chơi mà đừng có khùng là đã vui. À, xuất khẩu thật thơ đó. Morning, đẹp. Morning, morning. Nail, nail for you. Chủ tịch hội đồng nail for you. Con bằng tay đẹp coi. Nhưng mà tay dơ rồi. Yeah. Tay làm bếp. Ok, không sao. Ban hội, ban chủ tập đoàn cho chủ tịch tặng những chức cấp lớn không à? Quan chức cấp cao không à? À, quan chức cấp cao, nhà cao cửa rộng không mà không ai ở, đi ra liều cắm mấy trong rừng ở vậy nè. À, tụi con thấy cũng có một thú gì không? Cho nên cuộc sống không có phải là... tiền không là tất cả, nhưng mà không phải có tiền thì không có tiền thì không làm được gì cả. À, nhớ nghe con. Qua này ghế này, ghế sáng mưa tối mưa đầy hết ướt hết, giờ phải lật cái này để cho nó khô ráo, giờ đợi nắng lên thôi. Hey, không sao, cho con cái ly, để cho cái ly cho khỏi đổ. Gu này là gu thịt nướng. Hôm nay anh Nghi của mình xuống bộ đồ lính rồi, trở lại đồ gọi là Hồng Kông si tai. Không. Còn là những nghệ sĩ Hồng Kông bên hông trời lớn. Giờ làm cái gì đó, các chị làm cái gì đó? Ô, trứng gà còn nguyên một mớ luôn nè, bảo trứng gà này trong cháo luôn. Đập trứng gà này vô cháo luôn đi. Thôi, thôi học cái đó thì không nên. Ta sẽ làm nguyên nồi cháo gà trắng nó thành, nó làm đen luôn, mấy con gà nó lung tung lung lung, nó bơi nữa. Ờ, nó bơi, nó không biết sao ăn. Giờ biết nếu mà ai mà ăn mì gói á, thật ra đập cái trứng bỏ vô cái mì gói á thì ăn ngon á, mọi người thấy sẽ ngon á, đúng không? Tại vì mì gói ăn được. Cái này anh cất vô cho chị nè. Không sao, này để đây, cứ để đi, cứ để hết trên bàn rồi tí nó dọn dọn một lần thôi. Để lên mình. Thank you. Ông chuột cái này ông xong rồi, nhìn ông cầm là biết rồi. Ông vui vui. Nghe bạn Tùng với bạn Toản, hai bạn ngủ nữa kìa. Hai bạn về vì chủ tịch tập đoàn xe tải Việt Nam nói chuyện là tiêu luôn anh chị. Lái xe mà từ Bắc sang Nam kiểu gì không hiểu. Vui gì hết chưa. Khách hàng chưa ngủ rồi đi ngủ mẹ em hết. Nhưng mà này là này này. Này là phu thê của bạn Toản là ra chuột lõi là nướng cánh gà này này này, thì này là cái lòng này. Em không có lõi đâu. Đâu nói chuột lõi cho chồng á. Cho hồi xưa Hoàng Nhân Phu ngóng đá chờ chồng, giờ em không vì chồng mà ra nướng cánh gà. Chờ con. Chờ con như thế chờ chồng. Hoàng Nhân Phu hóng đá chờ chồng. Hóa đá cho lòng. Là bài gì bà Tô Thị đúng không? Tối cảm ơn chị ngủ, chị Liên ngủ ngon quá.
Ngon, cậu anh biết anh mới lấy ra chứ. Cái chân gà biết ăn được không mà nó màng màng rồi đó. Ừ, ơi, ăn không được đâu, bỏ đi, mày lấy miếng đó đó. Lại lại đặng mày chiên miếng cánh, mày chiên miếng ấy. Cái gì à? Ồ, mà cái gà này á, thật sự không nên ăn đâu, tại vì mấy cái đồ chua này á. Không để tủ lạnh đúng cách là ăn bệnh á, không nhất đừng ăn. Rồi, tiếc cái gì mấy cánh gà đó, mấy cái chân gà mà, cái chân thôi mà. Đúng rồi. Đó là vậy đó. Mình kho thì nó nhiệt tình. Bình hết dầu cho đỡ nha. Ồ. Cái đường sau này không có gì hết. Cái đường sau này băng kia là bít đường, nó không có cái treo, chứ phải là có cái treo là mình đi đó. Vui đó. Đó, nhưng mà đi ra cái đường kia lên cái treo nó có cái thép nữa, mình chui vô đó luôn nữa. Đi không? Nó phải biết cắt ra, mình phải đi ra ngoài chứ còn khu vực là của nó là khu vực của nó luôn. Ô của nó luôn á. Của nó luôn nhưng mình đi khu lên trên này nè. À. Khu đang ngoài kia kìa. Ờ. À, vậy đi. Chứ còn đi bằng thì nó có cái đường ra mà nó thấy cái thạch sinh lót thì nó vạch lót rồi đó. Chứ ra khỏi cái cổng bấm số của nó luôn. Ra ngoài đó luôn rồi. Không nó nói đâu. Đâu chỗ này dưới nó hỏi. Ồ chỗ này thôi hả? Ờ ok. Quẹo nó nói cá chui xuống hầm. Không cũng nên đi rồi đây tới đây phải đi trail đi hầm. Thằng Chem nó đi rồi. Vậy hả? Vậy tí nó ăn xong đi, tí nữa mình ăn xong rồi thì rủ cả đội đi cho vui và cho biết cái quan trọng sự ở đây không mà chưa biết gì chứ. Nên ra trail ra cave thì nào rồi coi. Đúng rồi. Nó đi tham quan nào cho biết. Còn buôn quan leo đây nữa. Leo nó leo hồi xuống kia. À. Buôn quan leo đây. Anh em mình đi vô đó nhìn chút xíu à. Leo luôn. Vô đó đạp ra rồi họ đi hồi xuống cái kia. Không, họ đi khám phá chứ. Mình đã đi chơi thì mình phải khám phá trải nghiệm để biết được cái gì không. Mà ở trên đó đi như hồi xưa đất nó bị lở. Dạ. Đem thêm miếng hai miếng giờ đó còn miếng để sẵn đi kìa. Mấy miếng bạc anh mua ở kinh thành. Ờ. Rẻ lắm. Đưa đi. Đem. Đúng rồi, đi thì phải người vậy lỡ mà cái chuyện gì đó. Mình có mình phụ lên liền. Không bây giờ ấm vậy được, đừng có lạnh. Lạnh nó mệt. Trời này ok. Trời cũng sơ sơ không sao hết. Mình có cái lều mình đánh cái tài sản nó hiểu cái cây thôi. Quy một dàn ghế sập hết dưới. Đi sao không? Có gì lá hết củi em bỏ thêm than mới vô. Rồi từ từ đốt. Tại vì em muốn để cho nó rộng ra. Ông Tùng rửa cái này nha. Lấy cái gì rửa sạch sạch chùi cũng được, lấy nước đá trong bia mình còn á. Bỏ nước hay là gom hết đi ra kia tự tạt nước luôn. Không có ý em kia ra đây cho mấy người có để sẵn lên xe hồi mình đi về á, ngoài giờ rửa. Đi về thôi. Mấy cây rồi đó, đếm đi. Ở đây còn nữa nè chị. 3 cây. Đủ không? À, chị lo rì lấy chị lo rì đi. Chị Liên nữa. Đó kia đi. Cơ thể em màu đen không sợ đâu. Đi lội xuống hầm. Hầm ở đâu? Đó, đi tụi em đi luôn. Không, đi cho biết rồi. Đúng rồi.
có cái khe mà nó có hiking ngồi này là anh Vinh nói này, đi cho biết, phải đi trải nghiệm khám phá cho biết chứ đừng ở chỗ ăn xong đi cho nó xuống cơm xong về ăn lại nữa đó, về ăn lanh nữa là ổn luôn á. Mà mình mà lâu lâu mình vô đây vậy thôi chứ nó ở đây mỗi ngày chắc buồn quá. Tụi tay nó quen, lay tay nó quen rồi chứ mình chứ mà mình vô mỗi ngày vậy cứ vậy thấy buồn rồi kia. Không có làm gì cứ ăn ngủ không. Không có liền một ông giả công rồi đó. Đó là ngày này cũng liền công liền giỏ vậy đó, giống như đi mà thời xưa các tiền bối lên núi cao mà gọi là bế quan liền công á. Tí sau bò lót này cầm một sâu ăn không nó mới đã. Đâu có ăn cái gà nữa không? Thôi khỏi đi. Tôi, ai ăn ăn tôi ăn cả bò lót rồi, ăn đồ. Không, ý bò lót nữa là. Đâu có đem về chi. Mấy cái đó bớt ăn bớt mập cho lại. Ấm ấm mà body như như rồi nó còn ăn được thải ga chứ còn. Bà là mấy món cánh gà là Jennifer là gu của nó. Nít bên này là đứa nào vậy? Cánh gà, chiên, rồi phim fry, burger. Đây là không khí của đại gia đình Việt Nam Neo đó, đang chuẩn bị gom liều để mà kết thúc cuộc hành trình trải nghiệm hoang dã đó, chuẩn bị mọi người dọn dẹp xong rồi đồ ăn còn dư quá trời luôn đó, đồ ăn còn dư quá trời nên bây giờ mọi người chia ra bớt đó, chia cho các bạn trẻ ai thích ăn. Đúng rồi, sao bỏ, đúng rồi, đem về cái này. Để đây nó tiền không nè, mình đem về kho là chiên nước mắm làm gì lại cũng được vậy, ăn được hết chứ đâu gì đâu. Cái quán mà cái bò bao đó, bò xương rồi rau ở trong hộp luôn cái gì khuê. Cái gì? Tại ra quán mà nãy á. Biết, không, tại vì chị bỏ đây cho em từng món, nó khác nhau, khẩu vị nó đâu giống nhau đâu. Ăn phải đàng hoàng chứ. Nghe không, đó, chủ tịch bếp núc về phó chủ tịch hội Neo For You. À, không nói thôi, nói chỉ có đúng thôi đúng không? Đó Khuê. Mà Khuê không nói thôi, nói chỉ có đúng thôi, không thể nào sai được. Đúng rồi đó, nghe ông Nghi. Con đi vô chổng bao xốp á. Con đi vô chổng lấy bao xốp cho cô đi con. Trong cái gì? Cái thùng đựng ấy đó con coi có. Rồi đem vào đây. Đây cho tao cái bọc xương đó coi. Chứ đi, con lụm cái kia, mẹ đưa chứ đi vô. Hello. Hello, ngủ ngon không anh? Ngon. Ngon. Tội nghiệp anh trai mình bị liều dột thành ra nguyên một đêm ướt hết. How are you guys eating? What are you guys eating? Noodles? Yeah. Good? Yeah. I like it. You wear the two pink dress. You have a good sleep? Good. Yeah, what kind of milk is this? Yeah. Dạ thưa ông, các bạn trẻ uống sữa cho giỏi nhanh lớn cái ngon. Yeah, high five. Yeah, high five. Yeah. How about you too? You look at me. High five. No five. How about high one? Mấy dạ thưa, she's too young. She don't. She's shy girl.
Really? You don't like what time? We have too much subscribers. You? You? Really? No, we. Really? Wow, congratulations. How long ago? Huh? I had 10 million subscribers. Yeah, then you guys... I have 100 million subscribers. Really? Yeah. Yeah, then you're good. You should do good. Get your girl, subscribe my channel too. Subscribe Viet Life TV too. Anh biết anh đọc á. Anh... Yeah, anh đọc á, anh giận á. Hi. Nãy đổ GoFit bị mẹ la vậy mặt xanh nè. Dễ thương nha. Nghe chưa, nghe chưa? Tụi bay cướp con trai tao, tao căng gái rồi nghe. Nói cho biết. Nè. Có hai đứa con gái rồi nè. Dạ. We what? We standing on this thing because our legs are standing. Yeah. I like your shoe. Your shoe look very nice. Yeah, it's all like color, colorful. A purple one. May I buy it for you? Good for you. Rộng ra xe ngủ. Kéo qua đây nó còn rộng mà. Nhưng mà ra xe ngủ được mà. Sao thì con thấy vui không? Không, đồ ăn rồi chuẩn bị rồi, các cô các chú chuẩn bị rất là đầy đủ. Đó, cho nên sau này tụi con mà có đi camp thì tụi con phải chuẩn bị như vậy đó thì mới vui, chứ còn đi mà không có chuẩn bị hết chán lắm. And cảm ơn các bạn đã xem kênh Viet Life TV của mình. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và mọi thứ được lúc nào cũng được tốt đẹp và sức khỏe dồi dào để mà luôn theo dõi kênh Viet Life TV. Oh yeah.